Chào các pioneer, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Hãy sẵn sàng vì hôm nay chúng ta sẽ khám phá một điều gì đó thực sự hoành tráng. Đây không phải là bản cập nhật tiền mã hóa thông thường đâu, không hề. Chúng ta đang nói về việc Pi Network tiến vào sân chơi lớn và tạo ra những làn sóng chưa từng có. Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi Pi Network hợp tác với chuỗi khối Ethereum chưa? Chà, bạn sắp tìm ra rồi. Và tin tôi đi, thậm chí bà của bạn cũng có thể bắt đầu hỏi Pi Coin là gì sau sự kiện này. Pi Coin đã chính thức bước vào một kỷ nguyên mới đầy ngoạn mục. Và điều này có thể thay đổi mọi thứ. Vì vậy, hãy lấy một ít đồ ăn nhẹ, ngồi thoải mái và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những tin tức nóng hổi nhất có thể làm rung chuyển cả không gian tiền điện tử. Theo bạn, việc Pi chuyển sang Ethereum là một bước ngoặt hay chỉ là một bước tiến nữa thôi? Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn là người mới, đừng quên xem các video trước của tôi để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về Pi Network. Được rồi, không để bạn chờ lâu nữa. Hãy bắt đầu và cùng khám phá hành trình đầy ấn tượng của Pi Network với bước đột phá mới nhất này. Hãy bắt đầu với tin tức chính, Pi Network đã chính thức hạ cánh trên chuỗi khối Ethereum. Đúng vậy, bạn nghe đúng rồi đó. Pi Coin giờ đây đã gia nhập hàng ngũ các đồng tiền lớn bằng việc thiết lập một hợp đồng mới sáng bóng trên Ethereum, nền tảng blockchain hàng đầu. Điều này có nghĩa là Pi Coin giờ đã theo chuẩn ERC-20 và đây thực sự là một bước tiến lớn. Giống như Pi vừa nhận được tấm vé vào hậu trường để giao lưu với những ngôi sao lớn trong vũ trụ tiền mã hóa. Nhưng điều này thực sự có ý nghĩa gì với bạn và tôi? Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi. Hãy tưởng tượng bạn có thể gửi Pi Coin cho bạn bè, hoặc kiểm tra số dư của mình dễ dàng như kiểm tra thông báo Facebook của bạn. Tất cả nhờ vào chuẩn ERC-20 mới mà Pi đang tuân theo. Với sự tích hợp mới này, Pi trở nên dễ dàng chuyển đổi, đơn giản hơn để theo dõi và an toàn hơn bao giờ hết. Bạn có thể di chuyển Pi Coin qua các ví nhanh chóng mà chưa kịp đổ mồ hôi. Và điểm đáng chú ý là, với những nâng cấp này, Pi Coin giờ đây là một phần của hệ sinh thái rộng lớn của Ethereum, mở ra một thế giới đầy tiềm năng mới. Từ mua sắm, đầu tư, cho đến việc chỉ đơn giản là gửi Pi cho bạn thân, mọi thứ giờ đây trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Giống như Pi Coin vừa nâng cấp từ xe đạp lên siêu xe Ferrari vậy. Nhưng khoan đã, còn hơn thế nữa, 314.500 đô la Mỹ. Đúng vậy, hơn 300.000 đô la cho mỗi đồng Pi. Đây không phải là một con số ngẫu nhiên, mà là một giá trị được ấn định một cách vững chắc, như một ngọn hải đăng ổn định trong thế giới tiền điện tử đầy biến động. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Giá trị ổn định này giống như Pi đang dành cho bạn một cái ôm ấm áp, một tuyên bố táo bạo rằng chúng tôi luôn ở đây vì bạn. Với giá trị này, Pi Coin đang chứng minh cho thế giới thấy rằng nó đến để ở lại và có một kế hoạch dài hạn. Vậy điều gì tiếp theo dành cho Pi? Với sự tích hợp ERC-20 và giá trị vượt trội, Pi Coin đang nâng tầm giá trị của mình theo cách mà chúng ta chưa từng tưởng tượng. Chúng ta đang nói về các ứng dụng thực tế, cơ hội kinh doanh mới và cơ hội để Pi trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày. Từ việc mua một ly cà phê đến đầu tư vào ngôi nhà mơ ước, Pi đang trên hành trình làm cho các giao dịch trở nên nhanh chóng, dễ dàng và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Pi đang định vị mình trở thành một kẻ thay đổi cuộc chơi thực sự trong thế giới thanh toán kỹ thuật số. Hãy tưởng tượng một thế giới mà bạn có thể gửi tiền đi khắp toàn cầu ngay lập tức, không cần ngân hàng, không phí ẩn, không người trung gian, chỉ có Pi. Dù là mua sắm trực tuyến, gửi tiền cho gia đình ở nước ngoài hay thanh toán tiền thuê nhà, Pi đang tạo ra một cuộc cách mạng trong cách chúng ta nghĩ về tiền bạc. Và đừng quên, các giao dịch này diễn ra với tốc độ cực nhanh. Trong thời gian bạn nấu bắp rang bằng lò vi sóng, bạn có thể hoàn thành một giao dịch quốc tế với Pi. Không còn phải chờ đợi nhiều ngày để giao dịch được xử lý hay bị tính phí bất ngờ. Pi đang làm cho các khoản thanh toán trở nên kỳ diệu. Bạn có thể đang tự hỏi, tất cả những điều này ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của tôi như thế nào? Chà! Để tôi nói cho bạn biết, nó sẽ cực kỳ lớn. Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của việc thấy Pi được chấp nhận ở khắp mọi nơi. Đúng vậy, sớm thôi, bạn có thể sẽ sử dụng Pi Coin để thanh toán từ cửa hàng tạp hóa, mua vé xem hòa nhạc, hoặc thậm chí đi du lịch khắp mọi nơi đều thanh toán bằng Pi. Khả năng là vô hạn và điều tuyệt nhất là Pi đang làm cho tất cả điều này trở nên dễ tiếp cận cho mọi người. Tóm lại, sự tích hợp của Pi vào hệ sinh thái Ethereum cùng với giá trị ấn tượng $314.500 đã đặt Pi vào vị thế là một cái tên mà bạn sẽ muốn ghi nhớ. Đây không chỉ là một loại tiền mã hóa khác, mà là một phong trào, và đoán xem, bạn đang là một phần của nó. Vì vậy, hãy tiếp tục theo dõi vì đây chỉ là khởi đầu của hành trình tuyệt vời của Pi, và tương lai đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Đó là tất cả những gì tôi chia sẻ với bạn hôm nay. Nếu bạn cũng phấn khích về tương lai của Pi như tôi, hãy nhấn nút thích. Chia sẻ video này với bạn bè và bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật nào về Pi Network và mọi thứ đang diễn ra trong thế giới tiền mã hóa. Một lời nhắc nhanh, video này chỉ dành cho mục đích giải trí, chia sẻ thông tin cập nhật nhằm lan tỏa mọi người khai thác Pi. Không phải là lời khuyên tài chính hay đầu tư. Hãy luôn tự mình nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Cảm ơn bạn đã xem và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.